mỗi khi mà các bạn bị quầng thâm mắt thì mọi người sẽ nói các bạn kiểu đi ngủ sớm đi, uống nhiều nước vô, đi tiêm filler đi cho giảm thâm. Nhưng mà thật sự nếu mà chẳng hạn như các bạn tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc của những cái quầng thâm mắt thì chắc chắn các bạn xem video clip này các bạn sẽ giải quyết được 90% vấn đề, và chắc chắn là sẽ không tốn nhiều tiền để có phải đi filler mắt, đi tiêm xóa thâm, hoặc là nói chung là giữ một cái chế độ sinh hoạt bình thường là được, chứ không đơn giản là chỉ cần ngủ sớm và đi tiêm filler quầng thâm mắt thì sẽ giảm được cái quầng thâm mắt. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề giải quyết vĩnh viễn quầng thâm mắt bằng dinh dưỡng. Xin tự giới thiệu lại, mình là một người đã bị mụn 13 năm trời và sau đó đã dùng phương pháp Holistic Therapy để điều trị cái vấn đề mụn cho mình. Thì sau đó là mình đã lập kênh YouTube này để có thể điều trị, để có thể chia sẻ với các bạn những kiến thức về điều trị mụn, điều trị quầng thâm mắt, rồi mở bụng, những cái vấn đề trong sức khỏe. Và chúng ta hãy bắt đầu vào clip nha. Ok, thì chúng ta sẽ nói về cái quầng thâm mắt tại sao chúng ta lại có ha. Thì tất cả, ví dụ chẳng hạn da các bạn ở dưới ánh mắt đó, thì nó sẽ có ví dụ như là da nè, rồi những cái mạch máu, và trong da là nó có những cái melanin, những cái sắc tố. Thì cái quầng thâm mắt ở đây nó là cái vấn đề từ trong mạch máu chứ không phải là cái melanin da. Cho nên là nếu chẳng hạn như các bạn mà có cho nên là tất cả những cái thuốc mà điều trị mà giống như là để trị quầng thâm mắt, nó sẽ liên quan tới vitamin K, là nó ảnh hưởng đến cái mao mạch máu ở trong quầng thâm á, chứ không có phải là ảnh hưởng đến da. Nó không phải là do cái vùng da đó nó bị đen, mà là cái mạch máu ở chỗ đó nó không được lưu thông. Thì chúng ta phải xác định như vậy để nếu mà chẳng hạn như các bạn có thể lựa chọn cái phương án điều trị hoặc là những cái nơi mà để có thể điều trị được quầng thâm cho chúng ta, mà chẳng hạn như họ nói lọt đi một cái đó, cái thì chúng ta có thể biết được là đây là cái nơi mà không có chuyên nghiệp á, thì chúng ta có thể né được những cái nơi mà không ok, và chúng ta chọn những cái nơi uy tín hơn. Thì chúng ta xác định bị quầng thâm mắt là do cái sự lưu thông máu ở trong cái mạch máu dưới mắt đó, nó không có được tốt. Và cái lý do tại sao chúng ta lại cái lưu thông đó nó không được tốt, thì đa số những cái người mà bị quầng thâm mắt á là những cái người thức khuya. Thì nói chung là khi mà thức khuya là cơ thể của chúng ta nó sẽ không có được khỏe mạnh. Lúc đó là các bạn có biết là tầm khoảng 10 giờ, 12 giờ, 1, 2, 3 giờ là bắt đầu là gan với thận là nó cần được nghỉ ngơi, mà lúc đó là nó không được nghỉ ngơi. Thì cho nên là cái quầng thâm mắt nó xuất hiện là do cái gan thận mình không có được hoạt động ok, hiệu quả. Cho nên là cái điều tiên quyết là chắc chắn là các bạn nên phải ngủ sớm nha. Nói chung là 10, 11 giờ là ok. Còn nếu như chẳng hạn như các bạn nào mà bị quầng thâm mắt tuy là vẫn ngủ sớm thì sẽ có những cái lý do sau đây. Một là các bạn sẽ có khả năng là bị thiếu máu. Khi mà bị thiếu máu là chúng ta sẽ có hai cái dưỡng chất, đó chính là vitamin B12 hoặc là thiếu sắt. Khi mà chẳng hạn như thiếu máu đúng không, là cái lưu lượng máu trong cơ thể của bạn sẽ không được hoạt động bình thường. Tức là ví dụ chẳng hạn như bình thường các bạn ăn uống bình thường đúng không, là máu nó sẽ lưu thông hết trong cơ thể này để nó cung cấp dinh dưỡng cho mắt nè, da, mũi, miệng, tóc, để tóc chúng ta khỏe đẹp hơn và cơ thể chúng ta đẹp hơn, mũi miệng rồi môi thì hồng hào. Tuy nhiên khi mà bị thiếu máu đúng không, thì lưu lượng máu trong cơ thể của bạn chắc chắn là sẽ giảm đi và những cái cơ quan khác nó sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như chẳng hạn như bị thiếu máu thì chúng ta sẽ không có tuần hoàn máu được tốt, cho nên là cái quầng thâm mắt nó sẽ không có nhận được đủ cái dinh dưỡng từ máu, và từ đó nó lưu thông không tốt và nó sẽ làm cho các bạn bị quầng thâm mắt. Thì có rất là nhiều người bị quầng thâm mắt bởi vì bệnh thiếu máu, và mình đã tìm hiểu rất là nhiều các bạn review ở trên những cái diễn đàn khi mà bổ sung sắt hoặc là vitamin B12 thì đã giảm hẳn hoàn toàn cái quầng thâm mắt. Nhưng mà nếu mà với bạn nào mà bị thiếu máu thôi nha, thì đây là những cái cơ sở chính xác và được mình tìm hiểu từ những cái review, chứ không phải đơn giản là mình lấy kiến thức từ những cái trang web rồi thiếu vitamin này, thiếu vitamin kia là bị thiếu máu. Thì mình đã có cái sự thực chứng là từ những cái người bị thiếu máu á, là khi mà bổ sung sắt và vitamin B12 thì họ đã điều trị được cái quầng thâm mắt cho chúng ta. Và đơn giản ví dụ như vitamin B12 hoặc là sắt thì nó rất là rẻ tiền, các bạn có thể điều trị bệnh quầng thâm mắt với một cái chi phí rất là rẻ nếu mà đúng cái nguyên nhân. Các bạn không cần tốn nhiều tiền để đi tiêm filler để làm cái quầng thâm mắt của mình bị xóa đi đâu. Ok, tiếp theo thì khả năng mà bạn bị quầng thâm mắt có thể là bạn bị thiếu vitamin K. Ở đây là rất là nhiều người mà không ăn rau xanh lá thì rất dễ bị thiếu vitamin K. Thì vitamin K là một trong những vitamin được chiết xuất trong những cái kem dưỡng da để điều trị quầng thâm mắt. Các bạn biết tại sao không? Tại vì khi mà chẳng hạn như các bạn bị thiếu vitamin K thì những cái mao mạch ở dưới mắt của bạn sẽ vỡ ra. Thì cái vitamin K khi mà chẳng hạn các bạn bôi hoặc là bổ sung lại á, thì nó sẽ làm
nói chung là liền những cái mao mạch lại và nó sẽ không có vỡ nữa, và những cái máu dư thừa nó sẽ đào thải ra ngoài, những cái gọi là những cái cục đông máu á. Thì cho nên là các bạn cần phải bổ sung vitamin K, nếu mà chị hẹn như chế độ ăn của bạn mà rau củ quả xanh lá đậm á, vitamin K có rất là nhiều trong xanh lá đậm mà đã đầy đủ thì chắc chắn các bạn hãy yên tâm là mình không thiếu. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như các bạn mà ăn rất là ít rau thì có khả năng là bạn sẽ bị thiếu vitamin K đó. Và các bạn có thể uống vitamin K hoặc là bôi vitamin K trong cái những cái loại kem dưỡng da mắt á, là để mình điều trị cái vùng thâm mắt. Tuy nhiên thì cái lý do mà bị vùng thâm mắt bởi thiếu vitamin K thì mình thấy chắc chiếm khoảng 40% thôi, đa số là bị thiếu máu thì sẽ là bị vùng thâm mắt nhiều hơn, mà có khả năng là các bạn không biết. Vùng thâm mắt có thể là một trong những triệu chứng báo hiệu các bạn biết là tuyến thượng thận của các bạn có vấn đề. Và những cái triệu chứng chính mà các bạn hãy xác định là mình có bị tuyến thượng thận hay không đó chính là: một là vùng thâm mắt, hai là bị nó mụn, và ba là bị rụng tóc rất là nhiều. Thì tuyến thượng thận tiết ra những cái hormone tham gia trong quá trình chuyển hóa trong cơ thể, và khi mà chẳng hạn như các bạn bị tuyến thượng thận có vấn đề thì gan và thận chúng ta khó có thể lọc được những cái hormone như là cortisol và adrenaline, thì từ đó là vùng thâm mắt và tuyến thượng thận có vấn đề thì chúng ta sẽ có những cái triệu chứng như là vùng thâm mắt này, da mụn này, rồi rụng tóc rất là nhiều. Thì cho nên là hy vọng là cái video clip này có thể giúp được các bạn điều trị được cái vùng thâm mắt của mình mà không tốn nhiều tiền, và chắc chắn là sẽ hết bệnh viện nếu như các bạn xác định được những cái vấn đề trong cơ thể của chúng ta. Còn nếu như cả hẹn như các bạn mà tiêm filler một lần mà tiêm thì mình nghĩ chắc nó cũng tầm vài triệu, mà nó chỉ kéo dài được khoảng vài tháng thôi. Đồng thời nhiều khi tiêm filler mà cái tai nghe bác sĩ không tốt hoặc là những cái kỹ thuật viên không tốt thì nó sẽ bị sần sùi lòi lõm ở trong cái vùng mắt đó, tại vì cái vùng da mắt nó rất là mỏng luôn. Thì cho nên là các bạn hãy cân nhắc về dinh dưỡng trước. Rồi sau đó hãy đi xác định những cái phương pháp điều trị sau khác. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cái clip này giúp được các bạn điều trị cái thâm mắt của mình nha. Và hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để có thể biết thêm những cái thông tin về điều trị mụn, điều trị sẹo, mỡ bụng và quầng thâm mắt. Bye bye.